Khó quá mình bỏ qua chị ơi, chứ em thấy cái giọng của em đang rang á, khó quá đi, khó nghe rang á, với lại em nói cũng không được gọi là tròn câu tròn chữ nữa, thành ra là thấy không có tự tin. Em không nên tự ti về giọng nói của mình, em vẫn cần giữ lại màu giọng cá nhân, âm sắc từ ngữ địa phương để thể hiện tốt bản sắc cá nhân của mình. Nice. Tuy nhiên em cần chỉnh sửa về cách phát âm, khẩu hình cũng như âm lượng để giọng nói phát huy đúng giá trị vốn có của nó. Oh my god! Wow! Ủa chị, nếu như mà em muốn giải quyết những vấn đề đó thì em nên làm như thế nào ạ? Tất cả những vấn đề đó sẽ được giải quyết trong buổi workshop Bí quyết nâng tầm giọng nói do Đà Nẵng Phim Masterclass tổ chức. Workshop bao gồm 3 phần: nhận biết những thói quen xấu trong giọng nói, thực chiến giọng nói cùng xu hướng podcast và livestream, biến giọng nói thành chiến lược cuộc sống. Từng học viên tham gia sẽ được các mentor hỗ trợ tuyệt đối. Hãy tham gia cùng với mình nha!